Bánh mì Sài Gòn đặc biệt thương nhau. Bánh mì Sài Gòn không đồng một ổ. Sài Gòn đã chính thức thực hiện chỉ thị số 16 giãn cách toàn thành phố. Và miệt thứ thứ 11 xin gửi đến tất cả những người con của Sài Gòn. Một bài viết rất hay của bạn Ngô Trần Hải An về những cảm xúc trước giờ giãn cách đêm ngày 8 tháng 7 2021. Mời mọi người cùng lắng nghe. Đêm cuối trước giãn cách, tôi có may mắn đi cùng các anh chị em của nhóm thiện nguyện Bánh Mì Không Đồng để tặng những phần quà đến bà con nghèo, người vô gia cư, hoàn cảnh khó khăn ở Sài Gòn. Trước giờ tôi cũng hay đi như thế, nhưng lần này thấy bà con lấy trời làm màn, lấy đất làm vườn nhiều lắm, từng hàng dài trên những con phố thân quen. Sài Gòn cứ chiều lại đổ mưa, nền đất lại thêm ẩm ướt, nhớp nháp và đêm lạnh hơn rất nhiều. Sài Gòn phía xa vẫn lung linh ánh đèn, nhưng ở đây chỉ có những bàn tay chai sạn run rẩy, những ánh mắt nhìn buồn bã thất thần, những tấm thân mệt mỏi rã rời. Chỉ có con trẻ là vô tư hồn nhiên, nhưng nhìn các em nhếch nhác không khỏi thấy mà đau lòng. Cứ mỗi đêm chúng tôi sẽ có khoảng 1.000 phần quà được trao tận tay bà con. Mỗi phần quà gồm có bánh mì, xôi, xúc xích, nước uống, khẩu trang. Phần quà tuy không nhiều nhưng là một chút no lòng ấm tình trong đêm lạnh. Các bạn tình nguyện viên đều chuẩn bị an toàn như găng tay, khẩu trang, kính chặn giọt nước bắn, phần để bảo vệ mình và cho cả người nhận. Thường thì 6 giờ tối bắt đầu phân quà, 7 giờ 30 đi phát đến tầm 11 giờ đêm thì xong, rồi quay về nghỉ ngơi. Ai trong chúng tôi cũng cố gắng phát thật nhanh cho thật nhiều người, những cuộc gặp gỡ chóng vắng mà lại nặng tình. 20 năm chưa bao giờ tôi thấy Sài Gòn buồn đến thế. Đêm nay rạng sáng mai, Sài Gòn bắt đầu giãn cách. Hàng người sẽ vẫn đợi chờ mong ngóng, nhưng những vòng bánh xe lại nghẹn ngào, khó lăn. Sài Gòn lại nối tiếp những chuỗi ngày đau nhức vì vết thương, nhưng là cần thiết để bình phục và khỏe mạnh. Đại dịch còn dài, không ai biết trước điều gì sẽ đến, nhưng chắc chắn người Sài Gòn sẽ giãn cách mà không xa cách. Sẽ luôn yêu thương, bao dung và điềm tĩnh vững vàng vượt qua sóng gió. Bánh mì Sài Gòn không đồng một ổ, bánh mì Sài Gòn đặc biệt yêu thương. Và những người bạn Sài Gòn của miệt thứ ơi, hãy nhớ nhá, Sài Gòn giãn cách mà không xa cách. Bánh mì Sài Gòn đặc biệt thương nhau. Bánh mì Sài Gòn không đồng một ổ. Trái tim em, mình ngày đầu tiên. Phải đi xa.